Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại quay trở lại với cái địa điểm gần xung quanh của khu vực Harajuku mà các bạn giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng và tham quan một trong những cái đền Jinja ở nằm trong cái tuyến phố Takeshita của khu vực Harajuku này nhé. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn chúng ta vào tham quan cái đền Jinja này ở trong cái khu vực quần thể của khu đền của chúng ta. Đền có được tên gọi đó là đền Togo Jinja các bạn nhé, Togo Jinja. Các bạn nhìn thấy cơ cái cổng đền đi vào đặc trưng của khu vực kiến trúc xây dựng đền chùa miếu mạo của khu vực Nhật Bản đó là cái đền Jinja, thì cái cổng của chúng ta đi vào này họ thiết kế rất đơn giản thế nhưng mà mang lại rất nhiều ý nghĩa linh thiêng với những cái khu vực đền cũng như là chùa của khu phong cách xây dựng đền chùa của Nhật Bản. Rồi chúng ta tiếp tục lên về trong phía trên nhé. Ở xin mời các bạn chúng ta đến tham quan ở khu điện chính của khu vực đền Jinja, đền Togo Jinja này. Chúng ta sẽ phải bước lên trên phía trên. Đây là toàn cảnh xung quanh ở khu vực đền Togo các bạn nhé. Đây, đền Togo của chúng ta. Để chúng ta lên điện chính này. Đây, xung quanh đền Togo có hai cửa chính vào các bạn nhé. Bên ngoài kia cũng có một cửa. Ở bên này cửa. Đền Togo thì nằm ngay cạnh với cái khu vực đền Meiji nằm giữa ngã ba của khu đường Takeshita và khu vực đại lộ chính của Meiji. Để chúng ta sẽ bước lên bực đá và lên cửa chính trung tâm để chúng ta vào cái điện chính của khu vực đền này. Jinja các bạn này, bao giờ cũng vậy, cái cửa chính khi chúng ta bước qua và chúng ta đi vào phía trong của đại điện thì khu vực đền chính trung tâm. Trên hình ảnh mà các bạn nhìn thấy đó là cái tham quan của khu vực đền Togo. Đây là đền Togo Jinja các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy khung cảnh xung quanh của khu vực đền Togo Jinja mà mình muốn gửi đến các bạn. Trước khi vào đền bao giờ cũng vậy, với phong cách của người Nhật Bản thì bao giờ cũng sẽ có một khu vực để làm rửa thanh tịnh cho cái tâm hồn của mình. Đó là khu vực rửa nước nước rửa và nước thanh tịnh để làm trong sạch cái tâm hồn của mình cũng như là làm trong sạch cái thân xác của mình để trước khi vào đến với thần thánh thì chúng ta được sạch sẽ. Các bạn nhìn thấy không? Cái vòi nước này rất là đặc biệt khi họ thiết kế cái sự cảm biến từ. Khi không có du khách thì vòi nước sẽ không chảy mà khi du khách đến thì có sự tác động là cái vòi nước tự động chảy các bạn nhé. Đó các bạn nhìn thấy không? Đó, không có tác động gì thì vòi nước sẽ dừng lại và khi có tác động thì nó vẫn tiếp tục chảy các bạn này. Các bạn nhìn này. Đó. Chúng ta sẽ rời khỏi khu vực này mà chúng ta sẽ lên với điện đại chính nhé. Điện chính đi qua cửa tam ở chúng ta sẽ đi vào trong. Rồi, xin mời các bạn. Đền Togo và tôi sẽ gửi đến các bạn một đôi nét sơ qua về cái khu vực đền Togo này. Cái cửa đại điện chính đi qua thì bao giờ cũng vậy, có hai phía hướng bên ngoài, phía đại điện bên trong và tức là có ba ba cửa chính, cửa trung tâm, cửa bên chính và bên hai cửa lách bên ngoài. Các bạn nhìn ở bên ngoài. Rồi chúng ta đi vào nhìn cái đại điện chính trung tâm của cái đền Jinja này. Đền Togo được xây dựng vào năm 1940 các bạn ạ, dành cho những cái người gensui tức là những cái soái ca, những cái vị viên tướng to trong cái hạm đội gì đó của Nhật Bản. Thì đây là một trong những cái người mà đô đốc đó, được đặt tên đó là Togo Heihachi. Đó, các bạn ạ, đây là một trong những cái đô đốc rất lớn và một trong những đô đốc rất nổi tiếng của Nhật Bản và được đền được xây dựng năm 1940. Ở đó thì hầu tước Togo được được coi như một Kamishito. Đấy, ngôi đền nằm ở gần giữa với cái khu vực ngã tư Takeshita và đại lộ Meiji và gần gần ngay cạnh với cái khu vực đền Meiji Jingun các bạn nhé, gần ngay ở cái Jingun. Thì cái đô đốc này ấy, thì được biết đến là ông ấy là một trong những cái đô đốc trưởng của một cái hạm đội của đế quốc Nhật Bản ngày xưa. Thì ông đô đốc này, ông Togo thì ông sinh ngày 27 tháng 1 năm 1848 và khi ông qua đời vào ngày 30 tháng 5 năm 1934 ấy, thì sau này đến cái năm 1940 thì họ đã cho xây dựng cái khu vực đền này vì tưởng nhớ đến cái công ơn của ông ấy đã giúp cho cái hạm đội thủy quân của Nhật Bản đã đánh bại được cái hạm đội của Nga trong cái chiến tranh giữa Nga và Nhật
ở cái khu vực vùng biển vùng vịnh mà hai nước giao tranh, thì các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của ngôi đền Togo Jinja khi được người dân vào năm 1940 đã xây dựng lại. Thì bao giờ cũng vậy, ở bên tay phải đó là cái khu vực mà họ sẽ ghi, khu vực mà lưu niệm lưu lại những cái sản phẩm khi họ đến đây, họ ghi ghi công ơn cũng như là rút quẻ các bạn ạ, rút quẻ lấy may, rút quẻ lấy may, tức là những cái lời quẻ mà du khách không muốn mang về thì họ có thể buộc vào cái hàng dây kia. Và khi khi buộc ở dây hàng dây đó thì tất cả những cái lời nguyện của du khách đó sẽ lên đến với đền thờ của thần đấy, rồi khi là vị thần vị đô đốc họ sẽ cầu nguyện cũng như là ban phước lại cho những người dân khi đến đây. Thì phong cách kiến trúc của cái khu vực Jinja thì bao giờ cũng thế, với người Nhật thì các bạn nhìn hình dung này, đây là kiến trúc cái xây dựng Jinja các bạn nhé, khu vực ngôi đền ở hai bên bao giờ cũng có những cái gọi là cái ngôi đền miếu nhỏ nhỏ xíu thôi, rất là nhỏ nhỏ nhưng mà hình thù mang dáng dấp của một cái đại đại điện chính trung tâm, và trước mặt thì bao giờ cũng có hai cái con sư tử nho nhỏ, hai con sư tử đá nằm hai bên nhằm bảo vệ cái vị thần của chúng ta, đó là vị đền của chúng ta. Các bạn nhìn thấy không, để ông vị tướng Togo các bạn không? Đấy, thấy không? Thì ở hai bên của hai cái ngôi đền này thì có một cái bên tay trái các bạn nhìn thấy có rất nhiều tấm bề bài vị nho nhỏ này. Đây là những cái địa điểm mà để cho du khách có thể ghi lại những cái lời nguyện của mình, đi gửi lên vị thần của mình với điều mong ước là cuộc sống được ấm no hạnh phúc, và tất cả những cái điều ước của du khách được ghi trong cái bài vị kia, và ai đến đây họ cũng đều cũng mua và họ ghi tên mình vào đó, sau đó thì là gửi đến 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 vị thần, mong ông ấy phù hộ độ trì cho cho chính cuộc sống của họ. Thì ông Togo này thì cũng là một trong những cái soái ca lớn, là một trong những cái vị thần lớn của Nhật Bản từ ngày trước đến nay, cũng giống như Việt Nam mình hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn ấy, cũng được lập miếu xây xây đền thờ, và người dân cũng rất là đến để thờ phượng cũng như là thờ kính và tưởng nhớ lại cái công ơn của ông ấy đối với non sông đất nước, cũng đối với những người dân sống trong khu vực. Và đối với ông Togo thì ông ấy có góp công rất lớn cho quê hương đất nước của Nhật Bản cũng như là góp công gìn giữ cái miền cái vùng đất này. Đó, các bạn thấy không? Đây là một soái ca lớn, vị tướng trong cái quân quân đội của Nhật Bản từ đế hoàng đế đế chế Nhật Bản từ ngày xưa đấy các bạn. Đấy, các họ đến đây họ cho tiền vào cái thùng sắt ở phía trước kia rồi họ chắp tay và họ cầu khấn ông để mong rằng là cho non sông đất nước của Nhật Bản cũng như là cho chính cuộc sống của họ được, thứ nhất là về sức khỏe trước trước đã, sức khỏe gia đình, tiền bạc danh vọng, và cho chính những người thân của họ được mạnh khỏe và công việc làm ăn của họ được tốt lành. Các bạn nhìn thấy không, cái sự đấy họ khi mà cúi đầu chắp tay vỗ tay ba cái, sau đó họ cúi đầu cầu nguyện xong họ lại vỗ tay ba lần, sau đó thì là họ sẽ cúi đầu quay ra, đó là cái phong tục về thờ cúng của người Nhật nhá. Các bạn thấy nhá, đây các bạn nhìn cái hình ảnh xung quanh của khu vực đền Togo này, đền Togo ở phía trước trên đại điện chính thì các bạn có một cái đại điện nhỏ nữa nằm ở phía bên ngoài đặt bài vị các bạn này, đó đặt bài vị cũng như là cái gương của thần, các bạn thấy không, xa xa đây, chúng tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy hình ảnh rõ nét hơn và nhìn rõ ràng về cái đền cái miếu thờ này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Nếu họ bài vị nhưng mà hôm nay họ đóng cửa rồi, cho nên là chúng ta chỉ nhìn ở bên ngoài thôi, không nhìn được bên trong. Ở phía giữa chính giữa thì còn một cái cánh cửa nữa, sẽ mở ra thì sẽ nhìn thấy rõ cái hình ảnh của ngài ở trong đó. Đấy. Cái cửa chính hôm nay cũng đóng cửa các bạn ạ, về phần cửa chính cũng đóng cửa, cho nên là chúng ta không nhìn được cái hình ảnh cụ thể của ông ở bên trong. Tôi cũng không cho các bạn được nhìn rõ, bởi vì là ở bên trong thì họ đóng cái cửa trong, cho nên là mình không vào được, không nhìn được. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ tham quan bên ngoài thôi. Nhân cái ngày chúng ta đến với tham quan đến khu vực Harajuku thì cũng tưởng nhớ và đến tham quan cái đền Jinja Togo Jinja này và tưởng nhớ đến ngài Togo, một trong những cái vị tướng rất tài giỏi của quân đội Nhật Bản và giúp ích cho non sông của Nhật Bản được trụ vững cũng như là được bảo tồn trọn vẹn. Đế chế từ ngày xưa sau cái chiến tranh của Nhật Bản với người Nga. Đây là một trong những cái video cuối cùng của về cái khu vực Harajuku này và cái địa điểm
Togo Jinja này cũng đã mang lại cho các bạn cũng như là gửi đến các bạn những hình ảnh sâu nét về khu vực đền Togo, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúng tôi, và gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo. Xin thân ái cảm ơn các bạn.